trải dài trên mảnh đất hình chữ S. Hình tượng Bác Hồ rất quen thuộc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Điều đó không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là sự kính trọng của nhân dân ta đối với vị lãnh tụ kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhằm tôn vinh hình tượng Bác Hồ và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, theo nguyện vọng tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Kiên Giang, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Về việc chọn thẩm định thông qua mẫu tượng và phù điêu được Hội đồng Thẩm định Nghệ thuật xây dựng tượng đài Bác Hồ đã họp chọn và thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, mẫu tượng Bác Hồ và phù điêu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt mẫu tượng đài Bác Hồ và phù điêu bước 1 tại quyết định số 665 ngày 25 tháng 3 năm 2019, thống nhất chọn mẫu phác thảo tượng đài Bác đặt tay phải lên ngực trái, thể hiện ý nghĩa miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi và phù điêu. Tượng đài Bác Hồ xây dựng tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng chấp thuận mẫu phác thảo bước 2. Trên cơ sở mẫu phác thảo bước 2 được Hội đồng Nghệ thuật lựa chọn và ý kiến chấp thuận của Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt mẫu phác thảo bước 2 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sở Văn hóa và Thể thao được giao làm chủ đầu tư dự án đã triển khai gói thầu thi công xây dựng tượng đài và phù điêu theo quy định của Nghị định 113 về hoạt động mỹ thuật và pháp luật về đấu thầu. Công ty cổ phần xây dựng thương mại Minh Khai là công ty có các tác giả có mẫu tượng đài Bác Hồ và phù điêu được chọn và được chỉ định thi công. Sau khi thống nhất về chủ trương, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ động thổ xây dựng tượng đài Bác Hồ và quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương và đông đảo nhân dân trong niềm vui mừng phấn khởi trước công trình tượng đài Bác Hồ được khởi công xây dựng. Đây cũng là công trình không chỉ mong muốn của các cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang mà còn là mong muốn của đồng bào miền Nam. Tượng đài Bác Hồ là công trình quan trọng nhất thuộc dự án đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Công trình tượng đài Bác Hồ dự kiến được triển khai thực hiện năm 2022 và khánh thành nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người. Để công trình tượng đài Bác Hồ triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu mỹ thuật đề ra, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình thi công để sớm hoàn thành và bàn giao công trình. Yêu cầu tác giả phải toàn tâm, toàn ý, thể hiện được tính nghệ thuật cao nhất để đạt được ý tưởng về hình tượng và phong cách thần thái Bác Hồ như mục tiêu đã đề ra. Yêu cầu chủ đầu tư dự án theo dõi sát sao quá trình thực hiện, kiểm tra chặt chẽ, phối hợp với Hội đồng Thẩm định Mỹ thuật công trình trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Công trình tượng đài Bác Hồ phải đạt được mục tiêu về chất lượng cao nhất, xứng đáng là công trình trọng điểm mang ý nghĩa chính trị và văn hóa mang tầm quốc gia. Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Hội đồng Thẩm định Nghệ thuật đã họp góp ý kiến nghiệm thu phần mỹ thuật tượng đài Bác Hồ tỷ lệ 1:1 trên chất liệu đất sét. Công ty và tác giả mẫu tượng đài đã tiếp tục hoàn thiện phần mỹ thuật theo ý kiến góp ý nghiệm thu của Hội đồng Nghệ thuật tại cuộc họp này. Về phần phù điêu, công ty và tác giả đã hoàn thành phần mỹ thuật tỷ lệ 1:1 trên chất liệu thạch cao dương bản. Hội đồng Nghệ thuật đã tổ chức họp góp ý nghiệm thu vào ngày 23 tháng 6 năm 2023. Sau đó tiếp tục thi công các công đoạn tiếp theo, thực hiện điêu khắc trên chất liệu đá xanh thanh hóa
dần chuyển ra Phú Quốc và đến nay đã hoàn thiện việc lắp dựng phù điêu theo dự án đã phê duyệt. Ngày 21 tháng 10 năm 2023, tại công ty trách nhiệm hữu hạn đúc mỹ nghệ Bá Dũng, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc dự án đầu tư xây dựng tượng đài Bác Hồ vào quảng trường trung tâm tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Xác định công trình tượng đài Bác Hồ mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo thành lập tổ công tác nghiên cứu học tập kinh nghiệm ở nhiều địa phương và làm việc với các cơ quan liên quan để chuẩn bị việc xây dựng quảng trường, đồng thời thường xuyên theo dõi và kịp thời kiểm tra chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan để công trình triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tỉnh Kiên Giang khẩn trương xây dựng quảng trường trung tâm nơi đặt tượng đài Bác Hồ, đồng thời tích cực phối hợp triển khai thực hiện các bước đặt tượng đài theo kế hoạch. Công trình tượng đài Bác Hồ và quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc có tổng diện tích 7,45 ha với 16 hạng mục. Trong đó, tượng đài Bác Hồ do nghệ sĩ nhân dân và điêu khắc Dương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thiết kế và công ty đúc mỹ nghệ ở Nam Định thi công. Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc được đúc bằng hợp kim đồng, tổng chiều cao 20,7 m, trong đó thân tượng cao 18 m, đế tượng cao 0,3 m và bệ tượng cao 2,4 m. Khối lượng hợp kim đồng nặng 93,395 tấn. Không gian đặt tượng đài là đảo Phú Quốc, nên mẫu trang phục tượng được chọn là kiểu áo khoác không cài khuy với tà áo bay nhẹ theo gió, vừa tạo cảm giác khoáng đạt của thiên nhiên biển đảo, vừa cho thấy sự giản dị, gần gũi, hòa đồng của Bác với người dân. Toàn bộ bức tượng toát lên thần thái của một vị lãnh tụ có tài thao lược, trí tuệ, uyên thâm và đầy sức sống. Chiều cao tổng thể của tượng hài hòa với không gian xung quanh và biển trời Phú Quốc. Tượng được đúc tại làng đúc đồng truyền thống nổi tiếng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Phía sau lưng tượng đài Bác Hồ là bức phù điêu hai mặt chạm nổi dài 63 mét, nơi cao nhất 10,8 mét, nằm trên bệ cao 1,2 mét. Phù điêu gồm 484 tấm đá trắng ghép lại với nhau. Mặt trước giới thiệu hình ảnh các danh thắng, địa danh lịch sử tiêu biểu từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam. Mặt sau của phù điêu thể hiện hình ảnh các danh thắng, địa danh lịch sử tiêu biểu gắn liền với Kiên Giang, các địa danh khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam từ mũi Sa Vĩ, Quảng Ninh đến quần đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang. Việc thiết kế và xây dựng tượng đài Bác Hồ tại quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc với chủ đề Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi, không chỉ thể hiện tình cảm của đồng bào miền Nam đối với Bác, tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam, mà còn có ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi xác định rằng đây vừa là một cái vinh dự to lớn, vừa là một cái trách nhiệm, và cái tập thể các cái nhà điêu khắc, các cái nghệ sĩ, các kỹ sư, các nghệ nhân của công ty đã được quán triệt một cách rất thấu đáo về cái ý nghĩa của công trình, cho nên mọi người nỗ lực toàn tâm để thể hiện cái công việc của mình trong cái quá trình thực thi. Và trong cái quá trình thi công thì chúng tôi đã dồn tất cả những cái tâm huyết về mặt tình cảm đối với Bác, và với cái trách nhiệm và tập trung tất cả các cái nguồn lực sẵn có của công ty để tiến hành thi công rất là tốt về mặt kỹ thuật và mỹ thuật ở từng cái giai đoạn của công trình. Các hạng mục khác của công trình gồm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh có diện tích 375 m2 theo kiến trúc truyền thống xây dựng bằng vật liệu gỗ và mái lợp ngói. Nhà trưng bày có diện tích 229 m2 giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và hình ảnh tài liệu về tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào miền Nam và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
nhà điều hành và đón tiếp khách có diện tích 229m2 phục vụ cho đồng bào và khách tham quan tưởng niệm Bác Hồ. Đây cũng là công trình không chỉ mong muốn của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Kiên Giang mà còn là mong muốn tình cảm của đồng bào miền Nam đối với Bác. Bác Hồ là một cái vị cha già của đất nước, danh nhân của văn hóa của thế giới rồi. Thì nói chung là người dân khu Bắc là hết sức là ngưỡng mộ. Bản thân tôi cũng hết sức là ngưỡng mộ về Bác. Để từ đó mà cũng giáo dục cho con cháu để học hỏi về tấm gương đạo đức của Bác. Để mà làm sao để mà xứng đáng trở thành một cái người Việt Nam sống trên đảo Phú Quốc là cái tư tưởng của Bác đã dạy cho con cháu chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý này, bảo dưỡng này, duy trì cái khu quảng trường cũng như tượng đài Bác Hồ ngày một tốt hơn. Tiếp tục sẽ trồng nhiều cây xanh. Nơi đây sẽ là một trong những cái điểm để mà sau này tổ chức rất nhiều những cái sự kiện về văn hóa, về giáo dục, vân vân, để làm sao đó chỗ này là một trong những cái quảng trường, là một cái điểm sinh hoạt cho cộng đồng và cho cả khách du lịch khi đến Phú Quốc. Để công trình sớm hoàn thành và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, đơn vị thi công công trình đẩy nhanh tiến độ, thực hiện 3K 4 kíp, làm việc ngày đêm, vượt nắng thắng mưa, đảm bảo công trình tượng đài Bác Hồ vượt tiến độ, chất lượng thẩm mỹ, xanh sạch đẹp. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, trên công trường của công trình tượng đài Bác Hồ là không khí rộn ràng của hơn 400 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát được huy động tối đa lực lượng để xây dựng các hạng mục của công trình. Ngoài trách nhiệm là đơn vị thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình, dành tình cảm và sự tôn kính đối với Bác đã thôi thúc toàn bộ đơn vị thi công phải làm việc nhanh chóng hơn, nỗ lực hơn, góp phần vào tiến độ chung của công trình. Đối với công ty chúng tôi thì đã thi công rất nhiều công trình lớn, nhưng mà về ý nghĩa và của công trình này đối với công ty chúng tôi thì hết sức đặc biệt về hướng về Bác, cũng như là sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban, chủ đầu tư và tất cả các công nhân, rồi các kỹ sư, rồi nhà thầu, rồi tổng giám đốc là rất quan tâm về Bác và nhớ công ơn của Bác, cho nên chúng tôi rất là tâm huyết với công trình này. Mặc dù tiến độ thời gian thi công rất ngắn, nhưng chúng tôi làm là bằng hết sức và bằng cái tâm, bằng trái tim để có nhiều hoàn thành công trình sớm để nhớ ơn Bác và để kịp cho ngày 19 tháng 5. Để kiểm tra tiến độ xây dựng công trình, vào ngày 29 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến khảo sát và thăm hỏi động viên lực lượng công nhân đang làm việc trực tiếp tại công trình. Thủ tướng lưu ý cán bộ công nhân tập trung thi công công trình đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, xanh sạch đẹp, không chỉ bằng trách nhiệm và bằng cả trái tim, tình cảm đặc biệt đối với Bác Hồ kính yêu. Hoàn thành công trình đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Công trình tượng đài Bác Hồ và quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc thể hiện sự tưởng nhớ và tri ân của đảng bộ, quân và dân Kiên Giang đối với công ơn to lớn của Bác Hồ, đồng thời góp phần tăng cường quảng bá về những giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh Kiên Giang nói chung và của thành phố Phú Quốc nói riêng đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng bào miền Nam cùng những người con của mảnh đất Kiên Giang đã và đang phấn đấu cùng nhân dân cả nước học tập làm theo noi gương Bác, chung sức đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh đúng như di chúc của người.